Bông hồng đúc bằng vàng nguyên khối đính kim cương giá 250 triệu đồng. Ngoài những bông hồng mạ vàng thông thường, thị trường 8 phần 3 năm nay xuất hiện sản phẩm độc đáo, bông hồng đúc bằng vàng nguyên khối và đính kim cương. Hoa hồng đúc bằng vàng nguyên khối có đính nhiều hạt kim cương, được nhiều khách hàng giàu có săn lùng làm quà tặng dịp 8 phần 3 năm nay. Đây là phiên bản giới hạn, chỉ có 5 bông hồng đúc bằng vàng nguyên khối đính kim cương tự nhiên. Để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật này, đội ngũ chế tác phải mất 20 ngày làm việc liên tục. Tổng trọng lượng của bông hồng là 5,5 lượng 55 chỉ. Vàng 24K và 46 viên kim cương tự nhiên có kích thước 1,5 ly và 16 viên đá ruby đỏ. Bông hồng đúc vàng này có giá 250 triệu đồng. Do món quà tặng có giá trị lớn, nên doanh nghiệp chỉ sản xuất khi khách hàng có nhu cầu và đặt tiền trước. Ngoài ra, thị trường quà tặng 8 phần 3 còn xuất hiện những bông hồng mạ. Vàng thông thường, giá chỉ vài triệu đồng mỗi bông. Hoa cài áo mạ, vàng cũng, được nhiều khách hàng lựa chọn, để tặng cho phái đẹp dịp 8 phần 3. Bông hoa cài áo, được chế tác tinh xảo, tỉ mỉ, từng chi tiết. Giá mỗi bông hoa cài áo mạ, vàng như thế này khoảng 1,5 triệu đồng. Ngoài ra còn có hoa phong lan mạ, vàng. Sản phẩm hoa mạ, vàng, đã xuất hiện trên thị trường nhiều năm nay, nhưng chúng vẫn là mặt hàng hút khách dịp 8 phần 3 này. Giá hoa lan mạ, vàng giao động từ 12 đến 16 triệu đồng, cảnh. Giá của hoa phong lan mạ vàng khá đắt đỏ nên đối tượng của sản phẩm này thường là người có thu nhập cao gạch chéo chấm tôi mới học lớp xóa mù chữ nên đọc không trôi chảy mong quý vị thông cảm trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại